Chào mừng bạn quay trở lại với Nagi Movie và series American Horror Story. Coven, Hội Phù Thủy là mùa thứ 3 của loạt phim American Horror Story. Mùa phim ra mắt ngày 9 tháng 10 năm 2013 và kết thúc ngày 29 tháng 1 năm 2014. Bộ phim gặt hái được nhiều thành công cả về rating cũng như giải thưởng, với hơn 5 triệu lượt xem cho tập phim mở màn và 17 đề cử Emmy. Bộ phim không chỉ hấp dẫn về nội dung mà còn thu hút cả về phần nhìn với những bộ đồ phù thủy thời trang sang trọng. Nếu bạn chưa xem phim thì mình khuyên bạn nên xem ngay nhé. Còn nếu đã xem rồi hoặc không quan tâm tới việc spoil nội dung thì đợi gì nữa, cùng đến với tóm tắt toàn bộ nội dung mùa 3 Hội Phù Thủy ngay thôi nào. Trước khi đi vào nội dung chính, bạn có thể xem video giới thiệu về phù thủy tối cao và thử thách 7 kỳ quan ở link trên màn hình. Còn bây giờ là tóm tắt phim theo mạch thời gian. Năm 1830, Delphine LaLaurie chuyển từ Paris tới New Orleans. Do chưa có đầu bếp, LaLaurie lần đầu tiên phải cắt tiết gà, dòng máu nóng ngay lập tức làm bà mê mẩn. Kể từ đó, LaLaurie bắt đầu đam mê với máu và đắm chìm trong thú vui tra tấn nô lệ đầy kinh dị. 3 năm sau, sự độc ác của LaLaurie khiến cho các chàng trai chạy mất dép, tránh xa các cô con gái của bà cả ngàn mét. Vì vậy, 3 cô con gái nảy ra ý tưởng táo bạo, giết chết mẹ mình. Nhưng họ bị LaLaurie phát hiện, bà bắt nhốt và tra tấn 3 cô trong suốt 1 năm. Năm 1934, vì chồng có sở thích trịch dạo, nên LaLaurie bị ám ảnh bởi tuổi già. Bà níu giữ thanh xuân bằng cách không thể dã man hơn là tự chế thuốc mỏng máu và tụy người. Thậm chí, bà còn giết đứa con hoang mới ra đời của chồng mình để làm thuốc, khiến mẹ đứa bé tự sát ngay sau đó. Khi biết con gái quan hệ với nô lệ, bà biến hắn thành quái vật Minotaur, nửa người nửa trâu để trừng phạt. Người tình của Minotaur, một phù thủy da màu có tên là Maria Lavelle, trả thù bằng cách mang thuốc trường sinh tới cho LaLaurie. Tưởng rằng đây là tình dược, LaLaurie uống rồi ngất đi và trở thành người bất tử. Maria giải cứu cho người tình và những nô lệ ở đây. Họ giết chết cả nhà LaLaurie rồi chôn sống bà ta. Năm 1919, tên sát nhân người Diều Ace Man đưa ra thông báo hắn sẽ tới nhà và giết bất cứ ai nếu không mở nhạc ra vào tối thứ ba. Không chấp nhận sự ngạo mạn của Ace Man, hội chị em phù thủy ở học viện quyết định sẽ dụ hắn tới và giết chết hắn. Delphine LaLaurie, Maria Lavelle và Ace Man đều được lấy cảm hứng từ người thật việc thật. Từ tháng 5 năm 1918 tới tháng 10 năm 1919, cảnh sát ghi nhận có tới 12 vụ giết người bằng rìu có liên quan tới Ace Man. Hắn còn viết thư để khiêu khích cảnh sát. Những nạn nhân của tên sát nhân bí ẩn người rìu này bị tấn công và giết chết một cách ghê rợn. Cơ thể họ bị phanh thây thành nhiều mảnh. Điều đáng sợ hơn, đã gần một thế kỷ trôi qua, danh tính của hắn vẫn là một bí ẩn. Năm 1971, cảm nhận được sức mạnh phép thuật của mình đang nở rộ, Fiona Good giết chết hiệu trưởng Anna Lee Layton, phù thủy tối cao khi đó, và bị Spalding bắt gặp. Đối thủ của Fiona, Myrtle Snow, tin rằng Fiona đã giết Anna với sự giúp đỡ của Spalding. Vì vậy, Myrtle yểm bùa nói thật lên Spalding. Biết được sự việc này, sau khi nói lời yêu dành cho Fiona, Spalding đã tự cắt lưỡi, quyết giữ bí mật suốt đời. Sau đó, Fiona Good hoàn thành thử thách 7 kỳ quan và trở thành phù thủy tối cao. Trở lại hiện tại năm 2013, Joey Benson, một cô gái trẻ, gặp sự cố khủng khiếp trong lần đầu quan hệ tình dục. Bạn trai cô bị xuất huyết dữ dội đến chết. Joey được mẹ cho biết cô là một phù thủy và chính sức mạnh ấy đã khiến cho bất cứ ai quan hệ tình dục với cô đều sẽ chết. Lo sợ rằng con gái sẽ trở thành mối nguy hiểm cho những người xung quanh, cha mẹ ép Joey đến học viện quý cô, nơi chuyên dạy các phù thủy trẻ ở New Orleans. Tại đây, Joey gặp Madison Montgomery, một ngôi sao điện ảnh tuổi teen xấu tính và có thể di chuyển đồ vật bằng tâm trí. Nan, người có thể nghe được suy nghĩ của người khác, và Queenie, một búp bê hình nhân người sống. Đứng đầu học viện là Cordelia Fox, một phù thủy khá yếu đuối và không có sức mạnh nổi bật.
Cordelia giới thiệu cho Joey biết, mỗi thế hệ đều sinh ra một nữ phù thủy với sức mạnh vô địch, được gọi là phù thủy tối cao. Người mẹ gã lạnh của Cordelia, đương kim phù thủy tối cao Fiona Good, bị ám ảnh bởi tuổi già. Bà tìm sự giúp đỡ từ y học hiện đại để kéo dài tuổi trẻ nhưng không thành công. Quá tức giận, bà hút cạn sinh lực của nhà nghiên cứu. Sau khi biết được tin về Misty Day, một phù thủy trẻ với khả năng hồi sinh sinh vật, đã bị người khác phát hiện là phù thủy và bị thiêu sống. Fiona quay trở về học viện tìm Cordelia và quyết định ở lại đây. Fiona đưa cả nhóm tới nhà của Delphine LaLaurie, một di tích lịch sử về sự dã man của LaLaurie. Trong khi tham quan tại đây, Nan nghe được suy nghĩ của LaLaurie. Với hy vọng tìm ra bí quyết trường sinh, Fiona đã giải cứu cho LaLaurie sau 180 năm bị chôn sống. Joey được Madison dẫn tới một buổi tiệc. Tại đây, Joey nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Kai. Còn Madison bị một cậu trai cùng đội bóng với Kai chuốc thuốc và bị cả đội hiếp dâm tập thể. Trong lúc tức giận, Madison đã dùng sức mạnh làm lật ô tô của đội bóng, khiến hầu hết mọi người trên xe đều chết, trong đó có cả Kai. Chớ trêu thay, kẻ chuốc thuốc Madison vẫn còn sống. Điều này khiến cho Joey suy sụp. Cô quyết định quan hệ tình dục với hắn, khiến hắn xuất huyết mà chết. Cảnh sát tìm tới vì nghi ngờ Madison và Joey có liên quan tới vụ tai nạn ô tô. Trong lúc bức xúc và sợ hãi, Joey đã thú nhận mình là phù thủy. Nhưng Fiona đã ếm bùa lên hai điều tra viên, khiến họ phải che giấu bí mật này. Và không quên dạy cho Joey và Madison một bài học. Madison thuyết phục Joey sử dụng phép thuật để hồi sinh Kai. Nhưng sau vụ tai nạn, thi thể Kai chỉ còn lại vài mảnh. Vì vậy, Madison quyết định lắp các phần cơ thể của người khác ghép vào đầu Kai để tạo ra một cơ thể hoàn hảo. Nhưng họ chỉ tạo ra một con quái vật giận dữ. Misty tự hồi sinh và trở nên quyết liệt hơn với những kẻ xấu. Cảm nhận được sự hồi sinh của Kai, Misty xuất hiện và giúp đỡ Joey. Cô đưa Kai về túp lều trong đầm lầy của mình để tìm cách chữa trị, với hy vọng sẽ được làm bạn với Joey. Biết được LaLaurie bất tử là nhờ uống thuốc của Marie, Fiona đã tìm gặp Marie, nữ hoàng tà thuật và vẫn đang sống bất tử tại một tiệm tóc người da màu. Cuộc trò chuyện giữa hai người đứng đầu hội phù thủy Salem và hội tà thuật Voodoo kết thúc trong căng thẳng. Khi đó, ở học viện, Nan nghe thấy suy nghĩ của LaLaurie. Khó chịu vì bị làm phiền, Nan đã thả bà ta đi. Vốn tính kỳ thị nô lệ, LaLaurie tấn công Queenie và tìm cách trở về nhà. Nhưng thế giới đã thay đổi rất nhiều so với thời mà LaLaurie biết. Fiona dễ dàng tìm ra và khiến LaLaurie ngoan ngoãn trở về học viện. Về Cordelia, sau nhiều năm gặp khó khăn trong việc có con, vì vậy, theo gợi ý của chồng cô, Hank, Cordelia tiến hành một nghi lễ sinh sản nhưng thất bại. Cô được bác sĩ thông báo bị vô sinh. Cordelia tới tìm Maria để xin thần chú sinh nở. Maria đưa ra combo 50.000 đô, đảm bảo thành công 100%. Nhưng vì Cordelia là con của Fiona, nên cô bị từ chối. Cực phẩm nhà bên, Luke Ramsey, hàng xóm mới chuyển tới, khiến cho Nan và Queenie mê mẩn. Nan và Madison quyết định mang quà chào mừng cho Ramsey. Vẻ ngoài xinh đẹp của Madison không được Luke để ý. Trái lại, Luke lại có cảm tình với Nan hơn. Nhưng họ gặp vấn đề với John, người mẹ quá sùng đạo của Luke. Tức giận vì bị đuổi về, Madison phát hiện ra sức mạnh mới, điều khiển lửa bằng ý nghĩ. Phu nhân LaLaurie bị Fiona ép phải làm phục vụ ở học viện, nhưng không thể chấp nhận hầu hạ cho người da màu. LaLaurie tỏ thái độ và bị Fiona trừng phạt phải làm lô lệ riêng cho Queenie. Sức khỏe Fiona dần yếu đi, bà được chuẩn đoán đang bị ung thư giai đoạn cuối. Vì vậy, khi biết Madison đang mạnh lên với khả năng điều khiển lửa, điều khiển đồ vật và điều khiển tâm trí, Fiona tin rằng phù thủy tối cao thế hệ mới chính là Madison. Với dự định lấy lại sức mạnh tối cao, Fiona đã giết chết Madison tại chính nơi bà ta giết chết phù thủy tối cao đời trước. Và Spaulding, một lần nữa, lại bắt gặp và giúp bà ta xử lý cái xác. Joey cảm thấy có trách nhiệm về cái chết của Kai và tìm gặp mẹ của anh giữa lúc bà ta đang suy sụp. Khi Misty đã chữa lành các vết khâu cho Kai, Joey đưa Kai về gặp mẹ anh, mặc dù điều này khiến cho Misty không vui. Chớ trêu thay, Kai bị mẹ ruột của mình lạm dụng tình dục. Bà nhận thấy Kai có sự thay đổi trên cơ thể và tính cách,
nên báo cho Joey. Trước khi Joey tới, bà ta tiếp tục cố gắng lạm dụng và bị Kai giết chết. Maria cử Minotaur tới tìm Lalaurie. Quá hoảng sợ, Lalaurie quỳ xuống cầu xin sự bảo vệ của Queenie. Tin rằng Minotaur đang tìm sự yêu thương giống mình, Queenie khêu gợi hắn. Nhưng cô đã sai, Queenie bị thương và được Fiona phát hiện kịp thời. Fiona giết chết Minotaur và cứu sống Queenie. Fiona gửi trả đầu của Minotaur cho Maria và làm bùng lên cuộc chiến giữa hai bên. Hiệp ước hòa bình chính thức bị xóa bỏ. Hội đồng phù thủy có chuyến thăm bất ngờ đến học viện để thảo luận về sự biến mất của Madison. Myrtle Snow, người đứng đầu hội đồng, cũng khơi lại nghi vấn Fiona giết chết phù thủy tối cao đời trước và tai nạn khiến cho Spalding bị cắt mất lưỡi. Khi bị tra hỏi, Spalding cho rằng Snow phải chịu trách nhiệm về cái lưỡi của ông. Cordelia cũng cho biết Madison bị chứng bệnh về tim và với sức khỏe như vậy, cô bé không thể là phù thủy tối cao tiếp theo và bác bỏ nghi ngờ Fiona giết hại Madison của hội đồng. Biết được Kai đã giết chết mẹ, Joey dự định đầu độc Kai bằng thuốc chuột, nhưng Kai đã trốn đi giữa lễ Halloween. Hank nói dối Cordelia phải đi công tác, nhưng lại hẹn con giáp số 13, Kaylee, tại phòng khách sạn. Sau cuộc mây mưa, Hank thản nhiên bắn chết Kaylee. Trong đêm Halloween, Cordelia bị một kẻ giấu mặt tạt axit sulfuric vào mặt. Cùng lúc đó, Maria triệu hồi xác chết sống dậy để tàn phá học viện. Lúc Ramsey mang quà cho Nan, giữa lúc đám xác sống vây kín cả học viện, nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa dai, lúc khuyên đám xác sống rời đi và tất nhiên bị chúng tấn công. Vì trai đẹp, Nan tiến vào giữa đám xác sống và cứu lúc. Nhưng năng lực của Nan thực sự vô dụng với đám xác sống. May mắn cho cô, Joey thể hiện khả năng lãnh đạo, can đảm giúp họ thoát khỏi đám xác sống. Đối diện với cái chết, Joey cũng giải phóng sức mạnh mới, đánh bại cả sức mạnh của Maria. Bên trong học viện, bà Lalaurie cũng đối mặt với đám xác sống của con gái mình và hạ gục chúng để bảo vệ cho Queenie. Sau khi bị tạt axit, Cordelia mù cả hai mắt và có được sức mạnh thấu thị. Khi Hank chạm tay vào Cordelia, cô thấy được Hank đã cặp bồ với Kaylee. Trong khi đó, Fiona phải đối mặt với sự thật rằng bà là một người mẹ tồi. Hội đồng quay trở lại và quy trách nhiệm về những cuộc tấn công từ bên ngoài cho Fiona, yêu cầu bà phải thoái vị. Nhưng với sự giúp đỡ của Queenie, Fiona đã thuyết phục họ tin rằng Myrtle Snow đã tấn công Cordelia, giết chết Madison để hãm hại Fiona. Hội đồng tuyên án thiêu sống Myrtle vì đã giết hại phù thủy. Sau cái chết của Myrtle, Queenie cảm thấy tội lỗi, nhưng được Fiona trấn an với viễn tưởng Queenie sẽ trở thành phù thủy tối cao tiếp theo. Cùng lúc đó, Mitty xuất hiện ở giàn thiêu và cứu Myrtle. Chúng ta cũng được biết thêm sở thích kỳ dị của Spalding. Khi ở một mình, hắn thích mặc đồ nữ, chơi trò uống trà cùng với búp bê. Spalding mang xác của Madison về phòng làm búp bê, nhưng cái xác sớm bốc mùi và bị đứt rời. Joey tìm thấy một ngăn tủ bí mật, nơi cất giấu kỷ vật của những học viên từng ở đây, trong đó có cả bảng cầu cơ. Cô quyết định sử dụng cùng với Nan và Queenie để tìm Madison. Nhưng linh hồn mà họ gọi lên lại là Ace Man, sát nhân người dìu. Queenie hủy bỏ buổi cầu cơ và cảnh báo Joey không được sự ủng hộ. Joey quyết định tiến hành cầu cơ một mình và tìm thấy xác của Madison trong phòng của Spalding ở tầng áp mái. Spalding thú nhận đã giết Madison, nhưng Joey không tin. Kai tìm được đường về với Misty, nhưng với ám ảnh bị mẹ lạm dụng tình dục khiến anh phát điên khi Misty tắm cho. Joey tới nhờ Misty hồi sinh cho Madison, nhân tiện mang Kai về học viện. Misty rời khỏi học viện sau khi làm phép hồi sinh. Với sức mạnh thấu thị, Cordelia nhìn thấy Kaylee mỗi khi Hank chạm vào. Cô cũng biết được Myrtle đã bị thiêu sống sau khi chạm vào Fiona. Hank lo sợ sức mạnh mới của Cordelia sẽ giúp cô phát hiện ra anh chính là một thợ săn phù thủy. Anh tìm tới sự giúp đỡ của đồng minh Maria. Qua đó ta cũng biết được Hank sống với Cordelia là vì sự nghiệp săn phù thủy và Kaylee cũng là một phù thủy. Joey định lừa Ace Man khi không giải phóng cho hắn
Vì vậy hắn tấn công Cordelia để ép Joey thực hiện lời hứa. Một lần nữa, Joey lại thể hiện sức mạnh phép thuật của mình với phép tiên tri và thực sự giải phóng cho sát nhân người Diều. Kyle đã bắt đầu nhớ được một số ký ức vụn vặt và nhận ra chân tay hiện tại đều là của bạn bè cậu ta. Joey vẫn giữ ý định giết Kyle, nhưng khi Kyle định tự sát thì Joey lại không đành lòng. Madison sau khi được hồi sinh bị mất hết cảm giác và luôn cảm thấy trống rỗng. Cùng chết đi sống lại, Madison và Kyle có sự đồng cảm. Khi hai người đang lấp đầy chỗ trống cho nhau thì Joey bắt gặp. Madison rủ Joey cùng chơi xếp hình với Kyle và vì Madison và Kyle đều từng chết rồi nên Joey có thể yên tâm họ sẽ không xuất huyết tới chết khi quan hệ với cô. Fiona tiến hành trị liệu điều trị ung thư và đối mặt với cái chết đang đến gần. Fiona mong muốn có một cuộc tình lãng mạn cuối cùng. Bà hẹn hò với Ace Man và có một đêm đầy thăng hoa. Sau đó, Ace Man thú nhận đã dõi theo và bảo vệ Fiona suốt thời gian ở học viện và đem lòng yêu bà từ rất nhiều năm. LaLaurie và Queenie dần trở nên thân thiết hơn. LaLaurie cho rằng các phù thủy khác sẽ không bao giờ thực sự chấp nhận Queenie vì màu da của cô. Queenie đến gặp Maria và được đề nghị mang LaLaurie tới nếu muốn gia nhập hội Voodoo. Sau khi biết được chuyện độc ác mà LaLaurie đã làm, Queenie thực sự mang LaLaurie tới cho Maria. Nhờ sức mạnh thấu thị, Cordelia phát hiện sự thật Fiona đã giết Madison. Nhận thấy Joey đang dần mạnh lên và có thể là phù thủy tối cao tiếp theo, Cordelia cho Joey biết mối nguy hiểm và kêu gọi giết chết Fiona. Joey tìm thấy lưỡi của Spaulding, nó vẫn được Myrtle yểm bùa tươi sống. Cô khôi phục lại lưỡi cho hắn để tra hỏi. Spaulding xác nhận Fiona là người giết Madison. Biết rằng Spaulding luôn trung thành với Fiona, Joey giết chết hắn. Tại học viện, Cordelia tập hợp các học sinh còn lại để lên kế hoạch giết chết Fiona. Lúc này, Misty dẫn Myrtle tới học viện để trốn khỏi tên thợ săn phù thủy bí ẩn. Myrtle Snow tin rằng với năng lực hồi sinh, Misty chính là phù thủy tối cao tiếp theo. Cả hội thực hiện nghi lễ nhận thánh ân để giúp phù thủy tối cao mới thức tỉnh. Trong đó, họ phải ép Fiona tự sát để đẩy nhanh sự xuất hiện của phù thủy tối cao tiếp theo. Trong lúc Fiona kiệt quệ vì bệnh ung thư, Madison và Myrtle tới gặp và khiến Fiona tin rằng Madison chính là phù thủy tối cao tiếp theo. Vì vậy, Fiona sẽ bị hỏa thiêu. Hai người khuyên Fiona uống thuốc ngủ tự tử trước khi bị thiêu sống. Fiona mắc bẫy và thực sự uống thuốc ngủ, nhưng lại được hồn ma của Spaulding cứu và nói cho bà biết về kế hoạch của nhóm phù thủy trẻ. Trong khi đó, Nan sang nhà Luke, phát hiện Luke đang bị mẹ nhốt. Lúc này, Hank đột kích vào ngôi nhà, vô tình bắn chết Joan và khiến Luke bị thương. Misty một lần nữa sử dụng sức mạnh để hồi sinh Joan. Cordelia phát hiện ra kẻ tấn công là một thợ săn phù thủy nhờ viên đạn bạc. Tại nhà của Maria, trong khi Queenie bắt đầu hối hận vì mang LaLaurie tới đây, Maria chặt cổ tay của LaLaurie và sáng hôm sau, đầu của LaLaurie được gửi tới học viện. Fiona mang đầu của LaLaurie trả lại cho Maria với đề nghị liên minh chống lại hội thợ săn phù thủy, nhưng Maria từ chối. Đầu của LaLaurie được giao cho Queenie. LaLaurie bị Queenie ép xem những bộ phim về sự đấu tranh của người da màu. Với khả năng đọc suy nghĩ của người khác, Nan giúp Luke kết nối với Joan trong lúc anh đang hôn mê. Nhưng Luke phát hiện ra chính Joan đã giết chết bố mình. Vì vậy, Joan tức giận và đuổi Nan đi. Khi Luke tỉnh dậy, Joan giết chết Luke. Myrtle trả thù hội đồng đã phản bội cô bằng cách móc mắt, xẻ thịt hai người. Bà dùng mắt của họ để khôi phục đôi mắt cho Cordelia. Sau khi đôi mắt được phục hồi, khả năng thấu thị của Cordelia cũng biến mất. Bố của Hank, người đứng đầu tổ chức săn phù thủy, núp dưới danh nghĩa của một công ty tài chính, Delphi Church. Ông đào tạo, dẫn Hank đi săn phù thủy từ khi anh còn là một đứa trẻ. Nhưng suốt đời, Hank vẫn chưa thể làm ông tự hào. Ông cho Hank biết, chính ông đã phái người tạt acid vào Cordelia. Maria lệnh Hank phải giết chết hội phù thủy. Hank trở lại học viện, nhưng bị Cordelia đuổi đi. Bơ vơ vì không còn chỗ để về, Hank xông vào cửa hàng của Maria, gây ra một cuộc thảm sát. Và bắn bị thương Maria trước khi bị Queenie giết.
Sau cuộc thảm sát, Maria tìm tới Fiona. Hai người bắt tay tạo lên một liên minh chống lại thợ săn phù thủy. Maria cho Fiona và Cordelia biết Hanh thực chất là một thợ săn phù thủy, và việc hắn cưới Cordelia chỉ nhằm xâm nhập và lấy thông tin về hội phù thủy. Điều này một lần nữa khiến cho Fiona thất vọng về con gái, và hai người lại càng thêm xa cách. Fiona cho Misty thấy những điều tuyệt vời mà phù thủy tối cao có thể tận hưởng, bằng cách giới thiệu cô với phù thủy trắng, Stevie Nick, người mà Misty luôn thần tượng. Trong khi đó, Nan phát hiện ra sức mạnh của mình cũng tăng lên. Cô có thể điều khiển người khác bằng suy nghĩ, còn Madison đã khỏi bệnh tim sau khi được hồi sinh. Ngôi vị phù thủy tối cao có thể về tay bất cứ ai. Để tăng khả năng làm phù thủy tối cao, Madison đánh lén Misty và chôn cô trong hầm mộ. Nan và Joey tới bệnh viện thăm Luke, thì phát hiện Luke đã chết. Sau khi biết Joan đã giết chết Luke bằng sức mạnh mới, Nan khiến Joan uống thuốc tẩy tự sát. Cordelia điều tra ra CEO của công ty Delphi Trust, ông Harrison, chính là bố của Hank, và nghi ngờ công ty này chính là hội thợ săn phù thủy. Fiona và Maria tiến hành một nghi lễ khiến công ty điêu đứng với những cuộc điều tra của chính phủ. Mối quan hệ giữa Maria và Fiona dần trở nên thân thiết. Maria cho Fiona biết bí mật về sự bất tử của mình. Maria đã sống 300 năm và bí mật của cô là giao kèo với quỷ. Maria đã bán linh hồn cho Papa Lepa. Vì vậy, mỗi năm một lần, Maria phải dâng cho hắn một đứa trẻ sơ sinh, bắt đầu bằng chính đứa con mới chào đời của cô. Và năm nay cũng vậy, Maria phải bắt cóc một đứa trẻ để chuẩn bị giao cho Papa Lepa. Biết được bí mật này, Fiona cũng tìm Papa Lepa và bán linh hồn cho hắn. Để được bất tử, Fiona chấp nhận bất cứ giá nào, kể cả việc giết con gái hay những người thân thiết. Nhưng theo Papa Lepa, bà không có linh hồn nên giao kèo bị hủy bỏ. Fiona quay lại kế hoạch giết chết phù thủy tối cao kế tiếp để giữ lại sức mạnh cho mình. Nan phát hiện ra đứa trẻ mà Maria bắt cóc, khiến cho Maria và cả Fiona đều tức giận. Fiona thuyết phục Maria giết chết Nan, giao nộp linh hồn của cô bé thay cho đứa trẻ. Papa chấp nhận nhưng không quên cảnh báo sự hợp tác của hai người sẽ là rắc rối lớn. Trong khi đó, Cordelia suy sụp vì mất đi sức mạnh phép thuật, bị chồng lừa dối, và tình cảm với Fiona mới chớm được hàn gắn lại tiếp tục dạn vỡ. Mất đi sức mạnh, Cordelia tìm mọi cách để trở nên mạnh hơn. Thậm chí cô còn tự móc mắt để hy vọng lấy lại khả năng thấu thị. Khi cả hội làm lễ tang cho Nan, thì Queenie xuất hiện. Cô mang theo cả LaLaurie đã được nối lại đầu. LaLaurie bị mọi người ghẻ lạnh và bắt đầu phải làm việc như một nô lệ. Quá buồn chán, bà chiếm căn phòng búp bê của Spalding và bắt đầu quay lại với việc tra tấn người khác làm thú vui, bắt đầu với người tỉa cây. Spalding xuất hiện và lôi kéo LaLaurie bày mưu giết Maria. Joey dùng phép thuật để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Nan và biết được Fiona và Maria là thủ phạm. Madison tỏ ra ghen tuông và không chấp nhận việc Kai yêu Joey. Cô tranh cãi với Joey về việc ai xứng đáng với Kai hơn. Trong lúc tranh cãi, Madison sử dụng phép thuật làm Joey bị thương và đe dọa sẽ xẻ Kai ra thành từng mảnh. Chứng kiến sức mạnh lấn lướt của Madison, Murrow thuyết phục Joey nên mang Kai trốn đi. Sau những khủng hoảng trầm trọng của công ty, Harrison nhờ đến sự giúp đỡ của Liên minh Phù thủy, cứu công ty khỏi phá sản. Nhưng Fiona đưa ra yêu cầu quá cao, vì vậy Harrison từ chối, khiến cho cả hội đồng cấp cao của công ty đều bị giết sạch. Trong lúc đang ăn mừng vì đánh bại hội thợ săn phù thủy, Maria bị LaLaurie và Spalding tấn công. Spalding chiếm lại căn phòng áp mái của mình và lấy đứa trẻ của Maria làm búp bê sống. Đổi lại, LaLaurie cắt Maria làm nhiều mảnh, đảm bảo không bao giờ còn bị Maria hành hạ nữa. Sau đó, LaLaurie quay lại nhà của bà và thay thế hướng dẫn viên ở đây. Queenie phát hiện ra máu ở nhà kính, tin rằng Maria đã bị hãm hại. Queenie triệu hồi Papa Lepa và phát hiện ra năng lực du hành tới địa ngục, Death Sansum. Queenie thuyết phục được Papa Lepa chấm dứt sự bất tử của Maria và dễ dàng tìm thấy LaLaurie. Queenie cho LaLaurie cơ hội để chuộc tội, nhưng LaLaurie tin rằng mình bất tử nên từ chối và bị giết chết. Do Maria đã chết
nên sự bất tử của Lowry cũng không còn. Lowry và Maria phải sống trong địa ngục của Baba Legba. Ở đó, Lowry vĩnh viễn bị Maria tra tấn. Cố gắng lấy lại sức mạnh của Cordelia không thành công, trong khi Madison tiếp tục mạnh lên và có thêm phép dịch chuyển tức thời. Cảm thấy cái chết đang tới gần, Fiona cố sửa sai bằng cách hàn gắn và nói lời từ biệt với Cordelia. Fiona trao cho Cordelia kỷ vật gia truyền, nhờ đó cô có được sức mạnh thấy trước tương lai. Cordelia thấy cả học viện sẽ bị thảm sát bởi Fiona. Cordelia tới gặp và cho Aceman biết Fiona sẽ bỏ rơi ông ta. Với thuật tiên tri, Cordelia tìm thấy vị trí của Misty và cứu cô ra khỏi quan tài với sự giúp đỡ của Queenie. Queenie thể hiện sức mạnh điều khiển đồ vật và hồi sinh Misty. Sau khi phát triển thêm sức mạnh hồi sinh và tin rằng mình là phù thủy tối cao tiếp theo, Joey dẫn Kai cũng quay trở lại học viện. Vậy là cả Joey, Madison, Misty và Queenie đều trở lại và sẵn sàng trở thành phù thủy tối cao. Lúc này, Aceman trở lại học viện và tấn công hội phù thủy, nhưng dễ dàng bị đánh bại và bị cả hội đâm chết. Với khả năng thấu thị, Cordelia thấy rằng Fiona đã bị Aceman giết. Phù thủy tối cao đương nhiệm đã chết, trong khi tất cả học viên đều có sức mạnh tăng lên. Vì vậy tất cả mọi người đều sẽ tham gia thử thách 7 kỳ quan để xác định phù thủy tối cao tiếp theo. Thông tin về thử thách, các bạn xem theo link trên góc màn hình nhé. Cuộc thi bắt đầu với thử thách thứ nhất, Telekinesis, điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ. Cả 4 đều vượt qua dễ dàng. Yep. Thử thách thứ hai, Concilium, điều khiển tâm trí người khác. 4 người đều vượt qua với một chút drama. Shit. He is now. Thử thách thứ ba, Descension, khả năng du hành tới địa ngục. Queenie với kinh nghiệm du hành địa ngục hoàn thành đầu tiên. Madison thứ hai. Joey cũng hoàn thành, nhưng Misty mắc kẹt ở địa ngục. Tại đây, cô vĩnh viễn phải mổ ếch rồi lại hồi sinh nó như một vòng lặp bất tận. Không hoàn thành thử thách, Misty bị tan biến. Thử thách thứ tư, Chance Mutation, phép dịch chuyển tức thời. Cả 3 người còn lại đều có thể dịch chuyển tức thời. Nhưng đúng là vui thôi đừng vui quá. Trong lúc chơi trò đuổi bắt, Joey lao vào hàng rào sắt và bị đâm xuyên người. Thử thách thứ năm, Vitalium Vitalis, phép hồi sinh. Queenie không thể hồi sinh Joey và bị loại khỏi cuộc thi. Còn Madison, dù đã chứng minh khả năng hồi sinh nhưng lại từ chối giúp Joey. Không chấp nhận một phù thủy tối cao với tâm địa xấu xa như Madison, buổi thử thách bị tạm hoãn. Cordelia được Merle thuyết phục, vì vậy thử thách 7 kỳ quan được tiến hành lại với sự tham gia của Cordelia. 1. Pyrokinesis, điều khiển lửa bằng ý nghĩ. 2. Concilium, điều khiển tâm trí người khác. 3. Telekinesis, điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ. 4. Descension, khả năng du hành tới địa ngục. 5. Chance Mutation, dịch chuyển tức thời. Sau khi Cordelia hoàn thành 5 thử thách, cô và Madison cùng thực hiện thử thách thứ 6, Divination, thuật bói toán. Cordelia hoàn thành, nhưng Madison thì không. Bị loại khỏi cuộc thi, Madison dọn dẹp đồ đạc bỏ đi, nhưng bị Kai giết vì đã bỏ mặc Joey. Xác của Madison một lần nữa trở thành đồ chơi của Spalding. Cùng lúc đó, Cordelia thực hiện thử thách thứ 7, Vitalium Vitalis, và hồi sinh Joey. Sau khi hoàn thành thử thách 7 kỳ quan, Cordelia trở thành phù thủy tối cao và hồi phục lại đôi mắt cũng như lấy lại nhan sắc đỉnh cao. Với tư cách là phù thủy tối cao mới, Cordelia quyết định ra mắt công chúng sự hiện diện của hội phù thủy.
Murrow thú nhận đã giết hai thành viên hội đồng và một lần nữa phải chịu hình phạt hỏa thiêu. Fiona trở lại và cho Cordelia biết việc Aceman giết bà chỉ là một màn kịch do bà tạo ra. Dự định của Fiona là sau thử thách bảy kỳ quan, bà sẽ giết phù thủy tối cao mới. Nhưng kế hoạch của bà đã không thể hoàn thành. Fiona chết trên tay của Cordelia và phải sống trong địa ngục với tuổi già và Aceman. Cordelia bổ nhiệm Winnie và Joey làm thành viên của hội đồng. Hội phù thủy nhanh chóng thu hút hàng trăm cô gái xin được gia nhập học viện, đánh dấu một sự khởi đầu mới. Vừa rồi là toàn bộ nội dung chính đã diễn ra trong American Horror Story mùa 3, chuyện kinh dị Mỹ, hội phù thủy. Nếu các bạn thấy video này có ích, đừng quên like video và subscribe kênh Nagi Movie của mình. Nhớ bấm nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới trong tương lai. Nếu các bạn thích nội dung của mùa này, mình gợi ý hãy xem thêm mùa thứ 8, là phần kết nối giữa mùa 1, mùa 3 và một chút nội dung của mùa 5. Còn điều gì thắc mắc hay góp ý thì đừng ngại ngần để lại comment ở phần bình luận phía bên dưới. Cảm ơn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.